Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm con game Thái Cổ Origin. Vào game thì chúng ta có thể lựa chọn một trong năm môn phái. Anh Long. Không phải, môn phái đầu tiên là Thương Khách anh em ạ. Môn phái này có lẽ quê Hải Dương vì từ quả vận công cho đến vũ khí đều có hình tượng rồng vàng giống như kiểu trên hộp bánh đậu xanh vậy. Thương Khách là một môn phái thiên về phòng ngự và gây ra sát thương vật lý anh em nha. Môn phái thứ hai là Kiếm Tu. Tuy kiếm ngắn nhưng lại có thể đánh tầm xa, lượng sát thương gây ra khá là cao và đặc biệt là kiếm này không có bao. Môn phái thứ ba là Thích Khách có độ cơ động cao, kèm thêm hiệu quả khống chế và đây cũng là một trong hai môn phái nữ của game. Nên là anh em hết sức nhẹ tay, hàng dễ vỡ ấy. Môn phái nữ còn lại là Tiểu Vũ, vừa đi thi bắn cung ở Olympic Paris về. Nhìn chung thì đây là một môn phái mà được nhiều chị em lựa chọn vì tạo hình khá là cute. Môn phái cuối cùng thì là Ma Tu. Môn phái này thì mình thấy ngầu, đánh tầm xa và gây ra sát thương pháp thuật anh em nhá. Tất cả các môn phái ở đây thì đều có huyết mạch riêng và biến hình huyết mạch thì giúp các môn phái tăng được sức mạnh cũng như là khả năng phòng thủ. Nhìn chung khi biến hình thì các kỹ năng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và có thể gây sát thương diện rộng. Nhưng mà anh em lưu ý là biến hình chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định thôi. Và để biến hình được thì anh em sẽ cần tích lũy điểm nội lực. Nên là anh em cần sử dụng một chiến lược hợp lý để tận dụng tối đa sức mạnh của các môn phái nhá. Đó, để mình biến thêm phát nữa xem nào. Sao lại trong tù này? 9:50 nữa mới được ra trại. Thôi, xong. Chả là lúc nãy mình vừa cãi nhau với vợ xong, cày quá ở trong game, bật chế độ đồ sát lên đánh lung ta lung tung. Ngoài khu vực PK tự do ấy, điểm tội ác lên cao quá. Nên là thôi, vào tù luôn anh em ạ. Nhìn chung là ở trong này cũng nhàn, cơm ăn 3 bữa, quần áo mặc cả ngày. Mỗi tội là không bay lượn hoặc là tham gia hoạt động gì được cả anh em ơi. Mình phải đợi đủ 10 tiếng thì mới được ra cơ. Hoặc là muốn ra luôn thì phải tiêu kim nguyên bảo để hối lộ quản ngục anh em nhá. Mình thấy cái tính năng này hay nhá, bởi vì nó có thể hạn chế được hành vi PK bừa bãi của mấy ông top. Thỉnh thoảng có mấy ông top kiểu cũng bựa vào, cứ thấy anh em yếu hơn đang trên quái là đồ sát lung tung. Nhưng mà với cái tính năng vào ngục này thì anh em sẽ cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi thực hiện PK, tránh việc là tấn công những người chơi khác một cách không cần thiết. Nói thì thôi chứ mình mà đứng top 1, mình có tiền rồi mình vẫn oánh. Anh em cứ coi chừng mình đấy. Yo, cuối cùng thì mình cũng được ra ngục rồi anh em ơi. Và việc đầu tiên mình làm là đi bay, đi chill anh em ạ. Đây, cho anh em xem ở trong game có tính năng bay lượn á. Phớt anh em nhá. Tính năng bay lượn này thì cũng sẽ giúp cho anh em có thể di chuyển nhanh chóng giữa các địa điểm. Và để bay được thì một là anh em phải có cánh, hai là phải có tọa kỵ nhá. Đây, cánh đây. Đây là cánh của Thích Khách này. Tiếp tục là cánh của Tiểu Vũ này, cánh của Kiếm Tu này. Nhưng trên tất cả thì mình vẫn thích cánh của Ma Tu nhất, bởi vì đôi cánh này có rất nhiều sừng gợi nhớ đến nỗi niềm của những anh em FA đang ngồi xem video. Và đây, tọa kỵ đây anh em ơi. Ủa ôi, ngoài đời mà có mấy con kỵ biết bay này chắc là mấy hãng hàng không phá sản hết anh em ạ. Để tiếp tục mình sẽ cho anh em xem thêm một số con tọa kỵ khác nha anh em nhá. Ủa ôi, con này giống con tê giác đúng không? Em con này con gì đây? Cá anh em ạ. Chào, cá gì mà toàn sừng này, trời ơi. Không biết là nhờ anh em FA xem video hay sao mà ơi gì cũng liên quan đến sừng, ảo thật đấy. Rồi xem con khác xem nào. Ngon anh em, đẹp nhờ. Đất trời người rơi đấy chứ. Ở trong này hệ thống tọa kỵ thì mình thấy rất là đẹp luôn nhá. Ngầu đét đèn đẹp luôn. Chất trời người rơi thế nhở. Cái này làm mình nhớ đến cái bộ chuyện ngày xưa mình đọc Kỵ Sĩ Rồng ấy. Để xem nào. Ủa, tiếp tục là một quái thú khác với hai cái sừng siêu to khổng lồ luôn anh em ơi. Nhưng con này nhìn to nhờ anh em nhỉ. Lamborghini anh em ơi, ảo ma Canada thực sự luôn. Ủa nhưng mà con này nó mui trần luôn á. Ủa? Lamborghini có mũi chân à? Giờ mình biết luôn á. Con này chắc là một số bạn nữ sẽ thích này anh em này. Trời ơi, nhìn trông dễ thương thực sự luôn á. Nếu như một phái Tiểu Vũ mà cưỡi con này trông cũng đẹp ấy chứ nhá. Hợp ấy. Tiếp theo con này là con gì? Giống con báo nhỉ? Con báo cụ vì nó có râu anh em ạ. Con này hợp với cả Ma Tu đấy. Tiếp theo, ôi, chúa tể máy móc. Vãi trưởng đẹp thế nhỉ? Nhưng mà chưa hết đâu anh em ơi. Anh em có thể nhìn thấy quả tọa kỵ trông khủng khiếp không? Rồng vàng siêu to khổng lồ nha, trông vua chúa thực sự luôn anh em ơi. Nhìn nguyên con tọa kỵ nữa thôi, khi đi PK là các cháu đã sợ chạy mất dép rồi anh em ơi. Nhân tiện nói về PK thì mình cũng sẽ đi test thử các cái môn phái khi mà biến hình huyết mạch lên PK như thế nào anh em nhá. Thì hiện tại mình đang sử dụng môn phái Kiếm Tu để oánh cái môn phái Thích Khách. Anh em có thể nhìn thấy là Thích Khách nó oánh tốc độ cao thật đấy, dã man con Nga luôn, skill khá là biến ảo. Nhưng mà khi mà mình biến hình lên rồi á, đấy một phát thôi là Thích Khách nằm xuống ngay. Rồi hồi sinh dậy đi em ơi, tiếp tục chiến đấu nào. Wow, ổn đấy. Ủa, được nhờ anh em nhỉ. Cái hình siêu to khổng lồ lên cái skill đánh đấm mạnh hẳn ấy. Tiếp theo để mình test thử môn phái Ma Tu xem nào. Ủa, tính ra môn phái Ma Tu mình nhìn thấy biến hình huyết mạch lên trông căng thẳng ấy nhỉ. Trông ngầu vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Wow, ổn này. Rồi, hồi sinh nhỉ. Mày à bưởi, múc nó đi. Ủa, ổn đấy. Để mình xem thử môn phái Thích Khách xem skill đánh đấm như thế nào nhá. Có vẻ như môn phái này giống kiểu sát thủ ấy, cho nên là tốc độ đánh các thứ nó cao vãi cả trưởng luôn anh em ơi. Ghê đấy nhờ. Ủa, nhanh ấy chứ, nhanh luôn. Biến hình huyết mạch này. Ủa, tính ra môn phái Thích Khách này kể cả khi nó đã biến hình huyết mạch rồi tốc độ đánh nó vẫn cao nha. Rồi, bây giờ sẽ đến môn phái Thương Khách đi. Đây là môn phái thiên về phòng ngự, thế cho nên là mình cũng không hy vọng gì về cái khả năng skill của nó phải nhanh
sát thương phải cao, nhưng mà trông có vẻ là cũng ngầu đấy. Ui à, ủa. Chính ra môn phái thương khách này thì skill lại đẹp vãi trưởng luôn, mang phong cách của hỏa long anh em nhé, rồng lửa đấy. Ui à, chất anh em ơi. Tiếp theo là môn phái tiểu vũ đi. Trời ơi, môn phái tiểu vũ này đúng là nhỏ nhất game, thế cho nên là kể cả biến hình lên rồi ấy, được mỗi cái cánh to thôi chứ người vẫn bé anh em ạ. Nhưng mà PK xem nào. Ui, skill như kiểu là có thêm hiệu ứng khống chế nhỉ anh em nhỉ. Được cái chữ vũ đi. Ủa, tao đấy. Bốn đấy, ai chà. Bên cạnh cái tính năng PK cực kỳ là bùng nổ đấy thì mình sẽ cho anh em xem về một buổi săn boss của những anh em trong server nha. Úi giời, tất cả các môn phái lao vào xả skill quánh quăng ta la văn luôn. Và boss này cũng to ấy chứ nhờ. Và tất nhiên là boss này nó to, máu nó trâu thì khi mà mình tiêu diệt được nó mình sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng thôi. XP nhiều này, trang bị hiếm cũng có. Chính ra là mình thích những cái hoạt động cộng đồng kiểu như thế này hơn là năng PK đấy. Cá nhân mình thì là như thế, không biết anh em như thế nào thì để lại comment ở bên dưới nha. Rồi, wow, quả hình như nó còn hồi sinh nữa hay sao anh em ạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về phần quà điểm danh này. Có kim nguyên bảo khóa này, ngon đấy. Tiếp tục là quà cấp thì chúng ta cũng có vàng này, có trang bị này, cũng có kim nguyên bảo khóa luôn anh em ơi. Thần khí nhận chủ là level nhất định thì chúng ta cũng được thêm vàng. À, nhưng mà nếu như đạt đủ những cái nhiệm vụ đấy 8 cái thì chúng ta nhận được cái càn khôn phiến này. Ờ, à, được phết nhỉ, tăng thêm khá khá thuộc tính chứ. À đúng rồi anh em ơi, lúc nãy thì mình có đi nhận quà trong phần phúc lợi á, thì thấy càn khôn phiến thì chợt nhớ ra là còn tính năng thần khí nữa. Thì mình cũng sẽ cho anh em xem luôn về những cái thần khí trong này nhá. Luyện yêu hồ này. Đấy, mỗi cái thần khí thì nó đều có những cái kỹ năng khác nhau. Thì chúng ta sưu tầm thôi. Ở đây nó đều có cái cách nhận cả đấy. Anh em muốn nhận như thế nào thì nó đều hiển thị cái hoạt động cho chúng ta có thể nhận được. Thất tinh quan này, đá bổ thiên này. Cuối cùng thì mình có một cái lưu ý dành cho những anh em tân thủ á, là cố gắng duy trì đăng nhập 5 ngày đầu tiên thì chúng ta được rất là nhiều phần quà. Ví dụ như là ngày đầu tiên thì chúng ta đã nhận được vũ khí này, được tọa kỵ này, nhận được cả cánh này. Rồi thì có thêm item khá là xịn và đá cực phẩm nữa. Đá ở trong này anh em biết rồi là một trong những tính năng rất là quan trọng, giúp tăng chỉ số rất là nhiều luôn nha. Ngày thứ hai thì tiếp tục chúng ta lại nhận được thêm vũ khí. Đấy, cũng có kỵ và cánh luôn, có item xịn và có thêm đá cực phẩm nữa anh em nha. Wow, tuyệt vời. Ngày thứ ba thì ngon hơn tí anh em ạ, bởi vì là vũ khí kỵ cánh đây thì phẩm chất nó ngon lành cánh đáo hơn và lại tiếp tục có thêm viên đá nữa. Wow, chơi mấy tựa game này thì mình khoái nhất là đá thôi, đá tăng nhiều chỉ số anh em ạ. Ngày thứ tư thì chúng ta cũng kiếm thêm được con kỵ nữa này. Ồ, có skin, có thêm cả kim nguyên bảo khóa nữa anh em nhá. Được cái chứ nhờ, đăng nhập là nhận được khá là nhiều quả. Ngày xưa mình nhớ là một số những cái tọa kỵ hiếm hay là skin hiếm là mình phải nạp mới có được đấy. Bây giờ đăng nhập có được luôn là ngon rồi. Và ngày thứ năm, ui, chúng ta có con thanh long luôn kìa. Ờ, được nhờ, cánh xịn luôn, có tiếp tục có đá nữa anh em nhá. Được đấy, thế là tổng cộng 5 ngày chúng ta đã nhận được rất là nhiều đá này, rất là nhiều cánh, rất là nhiều tọa kỵ, là cũng tăng được mới được chiến rồi đấy. Ok, thì điểm lại một số những cái tính năng ngon lành cái nào con game này. Mình thấy nổi bật nhất có lẽ là cái tính năng đồ sát vớ vẩn lén phén là sẽ bị vào ngục anh em ạ. Nếu như anh em nào mà dân cày cuốc ấy, chắc là thích cái tính năng này nhất. Đấy, cái thứ hai nữa là bay lượn tự do thì anh em có thể thấy rồi này. Ok, thì nếu như anh em khoái con game này thì nhớ ấn tải game ở đường link dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.